Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 8 năm 2024, Tòa án Nhân dân thành phố Châu Đốc mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo Trần Dân Phước, sinh năm 1982, ở Khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, Phan Thanh Phùng, sinh năm 1997, ở ấp Hòa Hiệp, xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng của Diện Kiểm sát Nhân dân thành phố Châu Đốc, Trần Văn Phước và Phan Thanh Phùng sau khi chấp hành án phạt tù tại trại giam Định Thành Sông, Phước và Phùng thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội, rủ nhau tìm xe mô tô lấy trộm để mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân. Khoảng 9 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2024, Phùng điều khiển xe mô tô chở Phước từ xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân đến thành phố Châu Đốc để tìm xe mô tô lấy trộm khi đang lưu thông trên đường tân lộ kiều lương thì phát hiện căn nhà gần đó có đậu ba chiếc xe mô tô không người trông coi phùng điều khiển xe chạy lên dĩa hè cảnh giới phước vào nhà mở khóa cổ xe sau đó cả hai cùng đẩy xe lấy trộm để tìm nơi tiêu thụ thì bị lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố châu đốc đang tuần tra phát hiện bắt giữ được phước cùng tăng vật giao cho công an phường cho phú a riêng phùng điều khiển xe mô tô bỏ trốn Chiều cùng ngày, Phùng đến công an phường Cho Phú A đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ của bản cáo trạng, bị cáo Trần Dân Phước và Phan Thanh Phùng đã tái phạm chưa xóa án tích về tội trộm cắp tài sản. Tiếp tục có hành vi lén lút lấy trộm xe mô tô trị giá 5 triệu đồng. Vì vậy, Phước và Phùng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình. Theo quy định tại điểm G khoảng 2, điều 173 của Bộ Luật Hình Sự, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phước 4 năm tù, bị cáo Phan Thanh Phụng 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.